ăn cho nó ngập răng. Đây mới là ăn bi ngòn đấy. Dày. Anh thử thức miếng đi. Không. Hả? Hả? Có chứ. Mỡ. Nhân tiết canh. Nè. Có 3 bát thì. Ui cái này. Ôi trời. Mời anh em nhá. Chén đi. Mời làm luôn đi. Chào bác ơi. Chào đi. Chào các bạn. Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì Trường Lý tiếp tục lên bản và sẽ đưa mấy con nhà mình cũng như là mấy cháu ở dưới quê ấy, lên trên bản cho đi chơi trải nghiệm cũng như là đi du lịch để biết bà con làng bản ở trên này như thế nào nhá các bạn nhá. Và ngày hôm nay thì đi cùng với Trường Lý thì có thầy Văn đấy, tiếp tục đồng hành đầu bếp đấy, với thầy Huy là Calamen đấy. Và hôm còn nay đây là món da trâu. Các diễn viên nhí đấy, và đây món da trâu sẽ cho mấy đồng chí này thể hiện nhặt rau. Bây giờ là mấy bàn nhỏ này là nhặt rau nhá. Đấy, bây giờ bê đi, bê vào đây để làm xử lý. Đấy, ờ đúng rồi, thanh niên này lớn thì đi làm vịt. Đây, đi làm vịt. Thịt treo các bếp. À, đây là món da trâu. Đấy, hôm nay mấy anh em nào bê rau vào, ô, không phải chạy lung tung, làm đi. Đấy, hôm nay thì sẽ cho các cháu trải nghiệm thực tế. Đấy, đi nhặt rau này. À, làm các cái món này, đây các bác biết món gì đây không? Đấy, món này là bí hiểm lắm ấy. Đấy, đây là da trâu treo các bếp. Đấy, đem đây. Đấy, những cái món này là anh em mình sẽ làm để tí nhâm nhi nhá. Đi đi vào đây nhỉ. Vịt đâu rồi? Vịt thì chú Văn chú sẽ giúp cắt tiết nhỉ. Tiết canh vịt, rau xào. Rau xào, rau luộc. Cái gì đây? Cái này là bì ngòn. Bì ngòn. Bì ngòn nấu măng chua. À, đấy, chú ơi, cái này chuyên, chắc chuyên làm cái này đúng không? Đấy à. Vịt làng nhá. Tí được mất. Ui, thơm thế nhỉ. Qua anh cũng mua một cái này. Nó đâu có phù hợp đấy. Không đều được. Ôi ấy một bát chứ. Một con một bát thì không hỏng đấy. Cái vàng cái gì kho lại. Đấy. Thì đen quá rồi, gì không rõ. Vàng phết rồi đấy nhỉ. Phát nữa. Chẳng qua không làm phát nữa cho nó xùi hẳn lên cơ, nhìn nó mới sướng. Đi ăn nó mới phồng. Nhìn giống như súng ngựa ấy nhỉ. Được đấy. Ơ chưa được. Đấy, mấy anh em nhặt rau nhá. Nào sao lại giặt nhặt kiểu gì đấy? Hả? Ô không biết nhặt rau à? Chết rồi, bác Huy không hướng dẫn à? Hả? Nhặt kiểu này á. Đây. Không lấy lá đâu. Không lấy lá. Nào. Ừ, nhưng mà lấy lên già già một tí tầm này này. Đấy. Thấy chưa? Ok, con nhờ con. Ôi giời ơi, các ông này. Các ông ăn thế này thì nhặt bao nhiêu giờ mới đủ rau mà đủ sao? Ừ. Nào nhặt, không lấy lá, không lấy lá. Lấy đây, nhặt đến đây. Đấy, tầm này nhá. Bom nhá. Bom biết không? Đây, đây, tầm này. Đấy. Ôi giời ơi, mấy thanh niên này. Ôi mình
mình không ra nhanh là không có rau ăn rồi. Đấy. Cho bên nào? Lấy bên này, lấy ngọn đây. Là không nhặt ngắn thế, nhặt đến tầm này. Đấy, cái đoạn non non thôi. Đấy. À thế làm sao mà hả? Đúng rồi, pin giỏi đấy, pin pin làm chuẩn hơn, đúng rồi. Chỗ nào cấu được là mình lấy. Còn chỗ nào già quá, dai quá là mình không lấy. Anh Việt cũng chưa nhặt rau này bao giờ à? Hả? Ờ thế bảo các em nhặt chứ. Việt với lại pin với Huynh là bằng tuổi nhau nhá. Nào Huynh. Nào không không ném thế hỏng hết rau. Làm từ từ thôi. Nào nhặt đàng hoàng nào. Không tí nát hết rau nhá. Đấy. Mấy thanh niên này còn xanh và non lắm. À bây giờ là giã như này để cho nó mềm đúng không? Đúng rồi, xong là cho nó bật hết cái giò hỏng bếp ra. À, xong là mình cho vào nồi áp suất cho mình đun tiếp đúng không? Bây giờ đun vào nồi thường đó để rửa sạch đấy. Xong rồi hầu quyết định là mới cho vào nồi áp suất. Ngon đấy nhỉ. Đấy các bác nguyên có hay ăn không, nhưng mà anh em mình trên bản là chỉ có ăn da với ăn đầu chân thôi. Chứ không có tiền mua thịt để mà ăn đâu. Rất rẻ lại vừa ngon. Ừ. Làm hơi vất vả tí. Làm một tí mà thở phì phò rồi đấy. Cái này vui lên nó vàng đấy. Cái kia phải đấy. Cái ông nhớ. Tưởng có 3 cục ra vào đây là thành 4 cục. 4 khúc đấy. Nghe từ cục nó khó hiểu quá. Nó dài nhiều nghĩa quá. Này, thần công rào rực nhá. Đấy, nhìn giống một số đấy, thần công ngựa. Giống món thần công ngọc cầu. Ngọc cầu, đấy, ngọc cầu. Quả này uy tín này. Bì ngon. Món bì ngon. Hai anh em làm con vịt. Con này hơi khó làm đấy nhỉ, lông này. Ăn lông của lông. Được. Ổn chưa? Cắt ra nhỉ. Sợ tí nó nở ra nó nứt nồi không? Cái giống treo gác bếp này nó quắt vào ấy nhỉ. Rửa qua qua thôi, tí mình vẫn rửa mà. Mình đun cho nó như không, tí mình rửa tiếp mà. Hai người học mà 10 phút. Cái này có răng rồi đúng không? Cho một chút muối vào, cho tí muối vào cho nó nhừ. Không, cái muối là để nó làm thứ nhất là vừa khử mùi, hai nữa là nó mềm. Đấy. Ok. Đấy. Trong khi chờ đợi các bố xử lý các cái món thì cho mấy thanh niên này so tài nhá. Trong nhóm này ai bắn giỏi nhất? Đây, với đây. Bin hay là Huynh? Huynh à? Việt bắn được không? Bắn thử xem nào. Đấy, biết bắn mà. Rồi cho lên, Việt bắn một quả thế nào. Đấy, các bạn ở dưới lên thì đánh với hai anh em ở trên này. Okay. Nha. Ai thua là mất là... Búng tài. Búng tài 50 phát. Ờ. Cắt xem nào, xem trình độ. Bia thành phố hay nào. Ôi giời ơi. Thế thì mời rồi, mời pin rồi. Mời pin búng tai rồi. À, bị đói cơ. Ôi giời ơi, đưa tai ra cho hai anh em. Bẹt. Nào. 1, 2, 3. Dám chơi thì phải dám chịu. 1, 2,
mà dám dám chơi rồi dám chịu nào, năm cái cơ mà. Đây rồi, hai phát nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Đừng đùa với mấy anh em ở trên bản nhá. Đấy. Thua. Nhục. Nhục nhỉ. Thua, thua mấy anh em, hai, ba người thua hai anh em này. Đấy, nhục không? Quá nhục nhỉ. Này, hai con là hai cái cổ là thoải mái nhỉ. Hai cổ làm được 8 ăn. Chưa có ra vị thôi. Được rồi, sân sứt đấy nhỉ, đây này, đấy lúc đấy mình phải nó xốp như này này. Xốp này, cái người nó không thích. Không thích nhỉ, nó bị nhừ quá đúng không? À, thử xem nào, nhai nào. Miếng miếng vàng vàng. Miếng vàng vàng á. Ờ, xem nào. Đây, miếng này. Nhìn nha. Được không? Được mà. Nhưng đấy nhai được rồi. Được. Mềm thôi. Bởi vì đấy, nó như bỏng rồi mà nhỉ, đúng không? Này như kiểu miếng bỏng mà nhỉ, giống kiểu phồng tôm ấy. Ngon lắm, nhưng mà không mắm muối. Không mắm muối gì. Đúng vị của nó luôn đấy. Cho ăn cho nó ngập răng. Đấy mới là ăn bi ngòn đấy. Dày. Anh thử thức miếng đi. Không. Hả? Răng này mình không chơi được. Sợ đau bụng à? Không phải đâu. Răng nguyên cái này được rồi. Không lấy lòng đâu. Lòng mà nó giống nhiều. Lòng tí nấu sau. Sáu bát rồi mà. Có được đấy nhỉ. Thơm thơm đấy. Đây là món bì ngòn nhá. Đảo nước măng chua với cái gì nữa thầy? Nước măng chua với cho cái hạt tiêu có vị thôi. Ăn đúng cho hạt tiêu à? Không có cần ra vị nhiều đâu. Xong rồi thì mình cho ít nước nữa vào đang là đun đúng không? Khoảng 20 phút nữa là đánh chén. Ngon cái là sắp xong rồi, anh em nữa là đánh tiết canh nữa là xong rồi. Đánh tiết canh, chờ vịt. Vịt sôi chưa? Sắp sôi đấy. Đánh xong tiết canh là vịt chín là vừa rồi. Nhân tiết canh mề mề mấy bát đấy, 10 bát à? Em không đếm được mà. 9 bát thoải mái mà nhỉ, thoải mái tiết này thoải mái, cho nhiều nhiều nhân mà ngon, cạo cái cháy cháy nó như ngon. Tí em một xô nước vào đây. Nước hoa trắng. Anh cho mì chính anh đi. Bí quyết nấu ăn ngon là phải có mì chính. Và cho nhiều mì chính. Cho thật nhiều mì chính thì sẽ là đầu bếp nấu ăn ngon. Bí quyết không đâu xa cả. Không tin các bác cứ thử xem. Cho mì chính nhiều là ngon. Bí quyết nấu ăn ngon là phải cho nhiều mì chính. Một nước không bốn tiện có ba bát thì ui cái này nhưng tí tiết rồi nhỉ, cho mặn không mặn không cái trò đấy cái cài gói nó là cài gì còn còn lại đánh tiết hoa thôi nhỉ, có còn nhân nữa đâu, thì sẽ cho vào bột xui bát này đấy. Ừ, xung quá tí tiết quá. Vào rồi đấy. Sắp lên rồi. Được được được, thôi thôi. Dịch. Món này là món bí đập nha các bác nha. Bí đập cho vào canh bí. À đâu, canh vịt. Ui, miếng to này á. Bổ đôi ra đi nhỉ. Đấy, anh em ở trên bản toàn ăn bí đập này thôi. Đập này nó mềm. Mềm bí mà bí nhanh nhừ. Đấy các bạn ở lên trên bản ấy là thường có những cái loại rau rừng rất là ngon nha các bạn nhá. Đấy. Ở đây mình thấy ông em là có trồng được một cái dàn quả. Quả này
chắc nhiều bác biết đây là mướp đắng rừng nhá. Đấy, đấy mình ăn một quả rồi. Đấy, đây này. Đấy, có rất nhiều. Từ từ đây đây. Ăn con thử ăn nhá. Ừ. Ăn thử xem nào. Đấy, quả này thì hái về cái ăn luôn. Ngọt không? Ngọt, không đắng. Đắng à? Nào bố thử miếng xem nào. Sao, cảm giác như nào? Chát chát mồm. Chát chát mồm á? À? Làm mấy miếng nữa. Đấy. Quả này nếu mà chín ơi, ăn nó cũng ngọt như kiểu quả cái quả mướp đắng bình thường kia ấy. Đấy, giò giò hạt này. Đây, ăn cái đoạn cuối này mới ngọt này. Ở đây nhiều hạt đấy. Vặt hết đi. Ăn được không? Không đắng rồi. Tao ăn rồi, không đắng. Nhiều nhỉ, năm nay ra nhiều thật đấy. Ui. Ui giời. Ừ. Nhặt mấy quả về tí ăn sống. Ôi, đau. Ừ? Quả to. To. Đâu. À, đấy. Ôi, quả về tí mà kêu quả to. Đây này, đây mới là quả to này. Quả to là hái không? To là hái về tí cho các bác để ăn. Đừng giật mạnh nhá, giật mạnh là mất. Giống. Mất giống. Đây, cây quả nữa này. Nhặt bên kia. Nên cho mấy cái quả xanh xanh ăn được. Ăn được mà quả xanh mới ngon. Đâu. Đây, ăn thêm một quả nữa. Đây, đây, ăn quả bố ăn dở đây này. Ý, các bạn. Nhiều quả chưa? Cái này để ăn ra sống thì mình lấy ít thôi các bạn. Ăn để làm thuốc nhá. Ăn bằng này mời các bác nhá. Mời anh em nhá. Chén đi. Mời làm luôn đi. Làm luôn. Làm tí cho mấy thanh niên kìa. Cho các cháu đi picnic lại nhìn. Anh em hai người lên bản thì ăn toàn cái loại vịt làng, vịt bản, thịt lợn, rừng với lại rau rừng. Đấy. Ăn đồ linh tinh thế thôi. Ra da hoàng hương. Bây giờ chặt ra thôi. Chặt ra cho các cháu đánh chén rồi cũng muộn rồi. Không tin mình ăn hết được các cháu. Không rồi. Nhìn này là hấp dẫn lắm rồi đấy các bạn. Đấy. Cho các cháu ấy. Ừ. Hôm nay khách nhà nên là cũng trưng bày ra đĩa. Làm này cho nó gọn. Đấy, hôm nay là cho ra một khay như này thì ăn nó sẽ dễ hơn là cho ra đĩa. Ra đĩa thứ nhất là lười rửa, mất thời gian nhiều. Đây mình cho ra đĩa như này ấy thì mới dễ chọn, nó rộng mà nó dễ chọn, ai thích cái miếng nào ngon là được. Đây mà cho ra đĩa như này, cái miếng mình thích nó lại ở đĩa khác, ngồi gần nhà khác ngon. Sợ đâu à? Cái khói mùi tỏi thơm nhức hết mũi rồi, hết cả mũi luôn đấy. Món nước chấm vịt nha, rau răm với lại xì dầu à, lấy cái nước luộc vịt đấy, đúng rồi, phải luộc nước đấy chứ nó mới thơm. Đậu tươi quá rồi. Kinh nghiệm tập tỏi là phải thế này. Rồi.
Không bao bà. Không bao bà. Định cho ớt nhưng mà sao các cháu ăn được ớt thôi. Tiếp tục. Được chấm ngon cũng phải có mì chính. Rồi. Thằng Gạn lấy cái nước luộc vịt nhỉ. Đi. Xong lấy cái nước mỡ mỡ này cơ. Úi và gương. Nóng sôi đường sụp này vào là cái rau răm nó tái vào thơm lắm. Để đi chấm ngập luôn. Chấm miếng thịt nó phải ngập. Thế nó mình bóp canh xong. Đấy, đấy. Thì mình nhúng cái vào là ok rồi. Lá rau vị là cũng cần cầu kỳ, rất đơn giản. Ở tí ớt thì riêng nhỉ? Ớt cái này cho trẻ con. Đây, ớt đây. Ớt đây. Món rau xào vịt luộc. Đây là mướp đắng. Mướp đắng rừng nha các bác nha. Đấy, mầm cơm chiên vào. Lợn bản thường thường là nó mỡ hơn. Lợn dưới xuôi. Con này thơm đấy. Như lợn rừng luôn nhỉ. Lợn ta nuôi mấy năm mới xuất chuồng. Món là vịt luộc, thịt luộc. Mùa hè ăn thế không món xào nhiều nó nóng. Lên mâm. Được mấy món rồi nhỉ? Ba món rồi nhỉ? Bốn món rồi, canh rồi. Còn món bì ngòn nữa. Bì ngòn là món anh em hay trêu vậy đấy nhá. Các bác mà lên làng dân tộc Dao mà nói bì ngòn là bà con đuổi đánh chết đấy. Món bì ngòn sau một thời gian ninh thì đã chín rồi nhá. Ui khổ lắm đấy. Có thành keo này. Nhiều quá. Vừa ăn thử với nhau nào. Vừa mồm không? Thử xem đã vừa mồm chưa? Này rất trẻ có cho ăn nó múc quá nhiều lớn. Anh thử thôi đi. Xin miếng vàng vàng này. Em làm miếng đen. Đói quá. Đây, đây làm miếng đen. Thực sự là anh em làm đến bây giờ là gần 2 giờ rồi. Gần 12 giờ rồi. Hôm nay đói rồi đấy. Chủ yếu là làm thử thách cho các con ở ngoài chúng nó lười ăn. Cho nó lâu nó đói. Cho này cho ăn đôi rừng. Đấy. Đấy. Lâu nó đói. Để xem nó có ăn cơm. Rồi đấy. Khi các bác có điều kiện làm cho con cái ngọt lắm. Đến giờ nó có ăn đâu đúng không? Rồi, trẻ con thì cứ phải cho vào trong làng để chạy nhảy. Nó tranh nhau ăn nó mới vui. Đấy. Đấy, món này của chú Hữu là ngon nhức nách. Rồi, đấy, anh em về đông đủ rồi đấy. Vào đây, vào đây nhờ. Đủ hết chưa nhờ? Để các cháu ăn cơm đi. Vịt vịt ba món. À còn tiếp canh nữa mà. Vịt ba món nha các bác nha. Tại sao gọi là ba món? Vì vịt luộc này, tiếp canh này và nước canh này. Đấy. Nghiện thì hút thôi. Nào mấy thanh niên xuống nào, xuống chia bát đây. Con. Nào xuống chia bát, chia đũa đây. Đấy, công việc là chỉ việc nhặt rau với lại xếp bát đũa thôi mà không làm được là lần sau không cho đi chơi nữa nhá. Đấy, hôm nay mấy bố con trưởng lý lên bản lên chơi nhà chú Văn với chú Hữu. Đấy, lên trên này chỉ ăn hương ăn hoa ăn rau rừng như này thôi nhá mấy thanh niên nhá. Có ăn được không Việt? Ăn được chứ nhỉ? Cái gì đây? Đây bom rồi. Hả? Về đây. Ăn đồ đồ rừng này, đặc sản đồ rừng nào.
Vậy anh không phải lấy cùng bây giờ mình mò đi phải đi làm. Đấy, sau một thời gian thì anh em đã chế biến lên mâm và đông đủ nha các bác nhá. Ôi chiến đi nhờ, mời anh em nhá. Có nửa tháng hè thôi mà, có nửa tháng hè thôi, vừa tuần trước anh em mình không gặp nhau thôi nhỉ. Coi như là mới coi như là một tuần rồi đấy. Cảm thấy quá lâu. Rồi mời các bác nha. Cái này vẫn là thịt vịt thôi gì? Không, cái này là vịt thiên nga. Nào mấy thanh niên kia ăn mạnh vào nhá. Đấy, thấy chưa? Ngon không Bảo? Đấy, Bom thấy ăn như thế được không? Bom, ăn thế được không? Đấy, ăn mạnh vào nhá. Này mấy anh em là chiến hết chỗ con vịt kia. Ăn tươi nhá, cho muối ớt. Mất đắng rừng. Đấy, anh em ăn một quả này để hạ nhiệt đã. Đấy, cái này là hoàn toàn là trong sạch luôn đấy, không có một tí thuốc sâu chứ gì. Thì thoảng chú Hữu chú đi tưới bằng cái nước gì không đấy, nước thần thánh không đấy, có tưới nước thần thánh không đấy. Chỉ sợ chú Hữu chú tưới nước thần thánh lên bờ rào là chết đấy. Đấy, nhưng mà món mướp đắng này là ăn vào là hạ nhiệt, tụt áp. Đắng kém rồi. Ừ. Chấm muối ngon lắm. Ngon ok. Chấm muối ớt ngon lắm. Ăn giòn, thật sự luôn. Này con lên kia. Chọn già, gan yếu rồi, biết không giống người khác ở thế nào. Này ăn. Miếng thịt vịt đấy nhỉ. Đi à. Chấm ngập. Để cho các ăn đi. Vịt chú Văn đợt này nuôi béo nhỉ? Có tăng trọng không đấy? Toàn tăng trọng à? Vịt ở trên này là chú Văn là toàn cho ăn ngô với lại ăn thóc thôi. Mời các bác nha. Vịt này được chính thức được mấy tháng rồi Văn? Dài đấy. Tên gì? 3 tháng à? Em tên Thành anh ạ. Thành. Mời chú Văn hai người. Em Vịt Xuyên anh ạ. Mời các anh ấy. Ăn một miếng thịt vịt, uống một chén rượu. Hết nước chấm. Thấy Huy làm miếng phao câu đấy. À, rồi. Thế đi. Đấy. Cảm ơn thầy Huy tí nhỉ. Đấy. Đúng hôm nay đi chơi về đúng hơn mệt. Thầy Huy là vừa mới đi chơi về, thế nên là mấy hôm nay là không xuất hiện trên video của Trường Lý. Chơi còn mệt. Không đi chơi là mệt đấy anh ạ. Có phải đi chơi là nhàn đâu. Chơi phải leo đèo trèo dốc. Đặc biệt là buổi tối là hay đi leo núi. Còn mệt nữa. Nhưng mà đi Phú Quốc mà không được ăn cá mắm là bình thường thôi. Thầy đợt này đi Phú Quốc là không được ăn cá mắm Phú Quốc à? Ăn hải sản. Ăn hàu chưa? Ăn hàu chưa? Được ăn hàu chưa? Hàu triệu 6. Hả? Hàu triệu 6 à? Thầy Huy có một sai lầm là đưa cảnh sát trưởng đi cùng đúng không? Thế thì hỏng hết. Nhưng mà hàu đấy đắt lắm, toàn triệu 4, triệu 6 rồi. Hàu triệu 6 à? 2, triệu 4, triệu 6. Có các giá luôn đúng không? Hàu mà triệu 2 là loại hàu bé này thôi đúng không? Đấy, còn cái họa hàu triệu 6 là nó to như bàn tay này đúng không? Con nào con đấy, con nào con đấy là ăn là chỉ có ngập mồm ngập miệng thôi. Mình làm một tí cái nước đắng này, ngon lắm các bạn. Mời anh lên nhà nó tốt hơn. Ăn thịt vịt với cái nước đắng này nó đỡ ngấy này.
Vịt chú ăn nuôi được đấy. Đang vừa tầm ấy, bán bớt đi chú ăn ạ. Không mấy nữa nó gầy đi ạ. Bán lấy tiền đi chơi Phú Quốc tiếp. Thôi thế mà gái nhỉ, chỉ dù mà quá trình đi học hỏi kinh nghiệm tận Phú Quốc về vẫn phải bán thằng em ăn cơm. Em ăn. Anh em ăn cơm. Được ăn được cơm. Đi du lịch về là phấn khởi, thấy phấn khởi thế là được rồi. Đúng rồi. Ngoài bún ném, ngoài bánh mì. Bánh mì đâu? Vào ăn buffet ngon như thế mà lấy một đĩa về để. Nhưng mà nhau ơi. Làm cái miếng bì ngon này. Cái bì này đấy các bạn. Món này là quá ngon luôn. Các bạn thấy không? Trong veo rồi. Mời các bạn nhá. Vẫn hơi dài chú Hữu ạ. Vẫn hơi dài. Cái này uống rượu là vừa. Anh em nào mà răng yếu là nhai này hơi vất một tí. Mà ngon lắm các bạn. Đọc. Tóm lại là vừa rồi là khá lâu rồi. Mời em nhá, cảm ơn món bì ngon nhá. Mình nói ai nhỉ? Ông khá mời. Đây công thanh niên. Rồi, nhưng mà chú Văn chú vất vả nuôi vịt nhỉ? Nào để cho chú cái món nhất nhất phao câu gì cổ cánh nhá. Làm luôn đi chú ơi. Đang vất vả. Ấy chú Văn nuôi vất vả làm miếng mông đi. Miếng này là miếng mông nhá. Mới chắc phải hai đỏ đấy. Làm một đỏ luôn chứ. Có nổi không? Bồ mày con giống như một cô anh. Cùng cho anh to hơn người mẹ hơn. Không mua đỏ thì làm hai đỏ. Ôi giời. Vậy con vịt này chú Văn nuôi đủ tháng nên là ăn là nó rất là ngon nhá. Đấy, ngọt. Nhất kiểu gì anh nhỉ? Dai giòn sứt sứt đây nhỉ. Không ngon. Chuẩn đấy. Rẻ. Ăn một miếng thịt, uống một chén rượu nào. Vịt nhưng mà cho nó thơm đen. Vì nó ăn nước mắm rồi anh ạ. Nước mắm. Anh em là cứ phải ăn một miếng thịt. Ăn rồi uống một chén rượu. Sao mấy thằng xong rồi hả? Đã ăn hết vịt đâu? Cũng hết nửa đĩa đấy nhỉ. Được đấy. Miếng ấy đấy rồi. Mấy thanh niên này ăn được đấy. Tầm vừa đấy. Mình phải bỏ vẫn còn miếng. Ví thật đấy. Đem lên đấy. Chú phải đảo sang bên này, đảo sang bên kia, xong lấy hơi, nuốt. Đấy. Cũng đào phải đánh nhé, phải chưa mà thấy rượu. Đảo. Đúng rồi, dồn sang một bên này. Uống rượu. Một bên chứa rượu, một bên chứa da trâu rồi. Mời thầy Văn nhá. Sai nhưng mà bây giờ sai là không được uống. Mời chú. Hoa êm các bạn. Thịt vịt, thịt lợn, thịt canh. Ôi, bây giờ là đến tiết mục ăn máu. Thầy Huy bên đây, Hữu làm đi. Nói cho mà anh em nếu mà YouTube mà quay về đây về máu đỏ này. Không sao đâu, cái này không sao đâu. Cái này mình ăn cũng là một cái thực phẩm mà không sao đâu. Đấy, nó sẽ không chè... cắt tiết thì mới sợ thôi. Cắt tiết là nó che mất được không? Đấy. Nó sẽ che được. Đấy, phải ghê sợ thì mình ấy thôi. Còn ăn uống này thì mình bình thường. Bây giờ chú Văn khai đao trước đi. Vất vả, đầu bếp. Ui rồi anh hỏi lần nữa là không còn luôn đấy. Ba tháng là mình có. Vịt 3 tháng rồi anh ạ. Quá ba tháng thì nó lại gầy, gầy thêm một thời gian nữa là nó béo. Thì hôm nay chú Văn làm chất lượng đây nhỉ? Đây. Khả năng u bát không sao đây nhỉ? Được. Được. Nhưng mà nước cá rồi, nước cá rồi. Ăn rồi. Hay là thử một bát u xem nào? U bát là mất luôn đây nhỉ? Mất ăn luôn đấy. Khó lắm. Có mặn không? Mặn à? Đấy, bát của chú là nhiều tiết đúng không? Nhiều tiết. Nó đặc nhưng mà nhiều tiết. Em chuẩn đấy.
nhưng mà tiết canh ăn nó phải mặn mặn tí cơ. Thầy Huy làm đi. Thầy Huy làm đi. Làm đi. Tôi vừa đi biển về ăn nhiều nên là ôi nghiện rồi còn ngại. Thầy cứ nghiện rồi còn ngại nhỉ. Thấy không, bây giờ đến lượt mình nha. Thầy Văn nhìn thầy Văn ăn là rất là ngon rồi nên là không cưỡng được. Đấy, mình cũng phải làm luôn. Vắt chanh. Vắt chanh bỏ bỏ. Chiến em nó. Cắt được một tí bỏ này mình mới ngon đây nhỉ. Ui, cho cả bỏ xuống. Cho cả bỏ canh chanh xuống. Thôi, này làm tắt thôi. Rồi, mời các bác nha. Từ từ. Cái gì đấy? Wow luôn. À lại còn có cả cái hạt tiêu à, hạt tiêu à. Rồi, ấy đúng là bạn của các. Đúng là bạn bè. Bạn thân, thân ai người đấy lo. Thế hôm nay bạn ấy lo cho mình rồi. Rồi mời các bác nhá. Nếu tháng này tớ giả ngân hàng hơi nhiều nên trong bạn có dư giả thì tớ tớ tí. Từ để tôi ăn tiết canh nó ngon tí nữa là. Tiền nong gì cho này. Ừ, tiền nong là ngại chết được. Caramel đã đòi tiền lương rồi. Đấy. Chưa hết tháng đã đòi tiền lương rồi. Mời các bác nhá. Đấy, đấy mời thầy đi. Mà ừ. Ngon đấy. Hơi mặn một tí nhưng mà được. Bởi vì đặc điểm tiết canh là thường thường là hãm là phải hãm mặn thì mới được. Chứ còn hãm mà nhạt là hay bị xịt. Đấy, anh em là chưa tin cơ mấy. Anh ơi, mời chú anh nhỉ? Dạ vâng. Ừ. Chiều muộn mới về chứ. À dạ. Khi nào xong thì em về. Về nghỉ tối. Quá chuẩn. Ba tối nghỉ chiều muộn. Bên này sắp xong chưa? Ừ. Bên này thì xong còn chưa trả nước hơn trước. Đấy là mấy điểm thôi. Em tôi sẽ còn mấy trường trên. Để làm mới ít. Dạ. Quá ok. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn Caramel mới. Đấy. Đây là ông chủ. Ông chủ nhà hàng các bác nhá. Hôm nay là anh em lên mạng thăm nhau. Thế nên là có bữa cơm nhỏ nhỏ này để mời nhau luôn nha các bác nhá. Trong làng thế thôi, còn muốn cho ra khó quá. Còn còn trong mâm cơm là anh em mình không nói đến tiền. Nói đến tiền là tí ăn lại không ngon. Đấy, nhiều các bác là cứ bảo là thấy trưởng lý suốt ngày lên bản ăn cơm nhưng mà thực ra là anh em đi là có kế hoạch hết rồi nha các bác nhá. Đấy chứ không phải là anh em đi là cứ thế mà ăn uống vừa vừa đâu nha các bác nhá. Rồi có lẽ là mình cũng xin phép tạm dừng video ở đây, như là kết thúc video ở đây thôi để cho anh em tiếp tục chiến đấu nhỉ. Ở đây có cái bác này với đây cái anh Caramel là hay xấu hổ. Đấy. Rồi nếu mà quý vị và các bạn thấy anh thầy giáo vùng cao có nhiều các cái món ăn độc đáo thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Rồi xin chào và hẹn lại đây nha. Hẹn gặp lại ông chủ chiều nay. Chiều nay này còn một tiết mục nữa. Mừng sinh nhật cho các con nhá các bác nhá. Thế, có món gì nhỉ? Vitamin Go Go à? Lại con gà của các La Chanh nữa rồi. Các bác chờ xem video tiếp theo nhá. Sẽ là ẩm thực vitamin Go Go.